Và chiều ngày 6 tháng 8 tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quốc hội, nghị viện của các nước thành viên, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á đã tham dự phiên họp Ban chấp hành IPA. Ban chấp hành IPA đã thảo luận và thông qua chương trình hoạt động của Đại hội đồng IPA 44, thành phần Hội nghị nữ nghị sĩ IPA, Hội nghị nghị sĩ trẻ. Thông qua chương trình, thành phần các ủy ban chính trị, kinh tế, xã hội, tổ chức, thông cáo chung cùng thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng IPA 45. Đại hội đồng IPA 44 với chủ đề Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng, phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội, nghị viện các nước đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng lần này, thể hiện thông điệp xuyên suốt của IPA và mong muốn của nước chủ nhà Indonesia, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch IPA 2023, đó là đề cao vai trò của ASEAN và IPA cũng như các nghị viện thành viên IPA trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, tăng cường khả năng chống chịu và phát triển bền vững, bao trùm của khu vực để đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cũng trong ngày 6 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Romualdez. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Philippines nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước, nhất là trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện, nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, cũng như các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước cần hợp tác để phát triển chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu những mặt hàng chủ chốt của Việt Nam. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương, tăng cường hơn nữa đoàn kết, sức mạnh và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Philippines sớm sang thăm Việt Nam, đồng thời đề nghị Hạ viện Philippines cử đoàn tham gia hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sắp được tổ chức tại Hà Nội. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Indonesia, ngày 6 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc đặc khu thủ đô Jakarta, Heru Budi Hartono. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của thủ đô Jakarta, đô thị lớn nhất, có dân số chỉ chiếm 3%, nhưng đóng góp tới 20% cho GDP của Indonesia. Chia sẻ, thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính cũng là một đầu tàu phát triển, dân số chiếm khoảng 8%, nhưng đóng góp hơn 17% vào GDP của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn thủ đô hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nhất là giữa Hà Nội, Jakarta dự kiến sẽ sớm có đường bay thẳng. Cho biết, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua việc nâng thời hạn visa điện tử từ 30 lên 90 ngày, thời gian lưu trú cho người nhập cảnh từ 15 lên 45 ngày. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân hai bên qua lại du lịch, đầu tư sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết hiện Việt Nam đang nghiên cứu sửa đổi luật thủ đô và mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Jakarta, nhất là về các chính sách đặc thù. Thống đốc đặc khu thủ đô Jakarta cho biết Hà Nội và Jakarta kết nghĩa từ năm 2004, mong muốn hai thành phố tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển giao thông, quản trị đô thị, phát triển công nghiệp dịch vụ và một số lĩnh vực khác. Trước đó, tới thăm văn phòng công ty FPT tại Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đánh giá cao vai trò tiên phong vươn ra biển lớn của doanh nghiệp này. Nhấn mạnh, chuyển đổi số là lĩnh vực Việt Nam, Indonesia có thể đẩy mạnh hợp tác. Do đó, FPT cần tích cực hơn nữa để góp phần đạt mục tiêu kinh tế số sẽ chiếm khoảng 30% GDP vào năm 2030. Cho biết sắp tới, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu. Tại sự kiện này, một triển lãm các thành tựu đổi mới sáng tạo của Việt Nam sẽ được tổ chức. Chủ tịch Quốc hội đề nghị FPT tham gia sự kiện này để quảng bá hình ảnh tới bạn bè quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị công ty với vai trò tiên phong đầu tư ở Indonesia sẽ là đầu mối để quảng bá, kết nối doanh nghiệp hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết nhiều văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho chuyển đổi số đã được hoàn thiện. Trong đó, Quốc hội đã thông qua luật tần số vô tuyến điện, ban hành luật giao dịch điện tử và đang xem xét thông qua luật viễn thông sửa đổi. Đây sẽ là những hành lang pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp như FPT phát triển.